Mình cứ bắt đầu trước đi ha, ai tới sau thì cứ tới sau. Thì đọc thì nghe qua bài của Thắng với Việt Anh á, và các bạn cũng vậy á, thì có người thì rất đúng nhiều từ nhưng mà sai một từ, nhưng mà có nhiều người thì sai một vài từ, nên là cái người không có ai mà hoàn hảo hết trơn hết đó. Ví dụ những cái từ nó rất đơn giản luôn á, nhưng mà cứ bị đọc ngược à. Bây giờ thầy share lại nha, xong rồi thì mời các bạn đọc, xong rồi thầy chỉnh. Biết rằng á là có hướng dẫn rất là kỹ, nhưng mà khi về nhà tập á thì lại tập theo quán tính, vẫn tập theo quán tính. Rồi bây giờ mời đại ca Phạm Minh Thắng đọc trước nè. Cứ đọc xong mỗi câu như vậy em dừng lại, xong thầy sẽ chỉnh luôn cái câu đấy. Dạ vâng ạ. Thì anh nghe ha, để anh chỉnh là chỉnh luôn cho em đấy. Em cũng có mấy từ rất đơn giản nhưng mà cứ bị nhầm. Em đọc từ đầu ở thầy hay đoạn 2 Đúng rồi, em đọc từ đầu cho nó ngầu. ạ? UK open industry level 2. Rồi dừng. Em sẽ đọc industry, em đọc đúng rồi, nhưng mà sai chữ nhấn. Đó, nhấn âm nào? In âm À, đọc như vậy nó sẽ là in, đọc nó là in. Từ trên rớt xuống nè, sắc, ngang, huyền. Đó, đi xuống, in the tree. In in the tree the tree. Ta ta ta. em đọc lại Ừ. UK open industry Chấm, đọc lại nhanh hơn như vậy, đọc như vậy, đọc lại một lần nữa. UK open industry. Rồi, từ industry á, em đọc tự nhiên hơn chút. Industry. 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 Rồi, đọc lại nguyên cái cụm nào. UK open industry. Rồi, rất là tốt ha. Các bạn khác á, đọc nhóm đúng hơn em, nhưng mà sang cái từ đó đó thì mất cái chữ sờ. Đơn cử là đại ca Đức Minh, cái từ industry ông mất luôn chữ sờ của thầy à. Industry, the street, the street, the street, đấy, không được bỏ chữ sờ. Rồi tiếp đoạn 2 tháng. The UK government want childcare to be cheaper and encourage more women to Rồi câu này em đọc rất là tốt ha. Đặc biệt cái từ khó là government á, em đọc rất là chuẩn, trong khi rất là nhiều bạn không đọc chính xác cái từ này. Cái từ á, in đậm á, thì em đọc sai dấu nhấn. Đố em nhấn cái phần nào? Khà. À, in car. Như vậy là ta ta ta. Ta ta ta. Còn nãy là ta ta ta. Xuống nè. Ta ta ta. Đó, em cứ nhớ là dấu sắc là dấu cao nhất, dấu ngang, dấu huyền là thấp, dấu nặng là thấp nữa. Như vậy là in là dấu huyền nè, nhấn âm thứ hai là car, red, encourage, encourage. Rồi em đọc lại từ đó cho thầy. Đọc lại. Sau từ in làm gì có chữ sờ? Đọc lại dư chữ sờ. Dư chữ sờ. Đúng rồi đó, đọc lại. Sau từ có chữ chờ nha, encourage. À, nó không có kéo nên em biết nhấn âm rồi, nhưng mà bây giờ đọc nó tự nhiên hơn là encourage. Encourage. Đúng rồi, tự nhiên hơn chút nữa. Encourage. Encourage.
encourage. Chữ khờ em thả nhẹ nghe nè, đừng có cờ như Việt Nam mình ha, là encourage, Encourage. thả nhẹ chữ khờ, encourage. Encourage. Lại dư chữ sờ sau từ in là sao vậy? Encourage. Đúng rồi đó, em đọc đúng rồi đó, nhưng mà tự nhiên hơn một chút, encourage. Encourage. Đừng có kéo quá dài ha, encourage. Encourage. Thỉnh thoảng nó lại dư chữ sờ nha. Đó, Vâng. cứ 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 bị mấy cái lỗi này á, là cái lỗi người Việt Nam thích nói tiếng Tây là phải thêm chữ sờ vô, xí xô xí xào vậy đó, gọi là xí xô xí xào á. Đó. Nghe như tiếng tàu chứ không phải tiếng Anh. Rồi, encourage. 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 Rồi, rồi cái câu này em đọc rất là tốt ha. Một cái chữ nữa là em lưu ý nào, want, want, tròn miệng nè, không có want, không ngậm miệng, want, One. want, nó One. là chữ w, a n nó là chữ o, nó ngược đời vậy đó, cái từ a n đó đọc là o, w, o, want, want, One. à, want, cái chữ sờ nó wants. One. Rồi. Ok ha, rồi bây giờ em ngừng khúc cái này đi, thầy sẽ chỉnh qua bạn khác ha. Thắng đọc cái câu thứ hai, câu đó là rất là tốt đó ha. Em chỉ chỉnh lại chút xíu về cái độ nhóm nữa thôi. Rồi, Việt Anh đọc tiếp câu tiếp theo cho thầy đi. Từ before thầy. Đúng rồi. Before Brexit, au pair. Au pair. With good options, they offered cheap child care and help when needed. Rồi, dừng. Also, Dừng, 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 dừng. Cái từ present em đọc rất là tốt ha. Before Brexit. Chữ X đó, đọc là Z. Lưu ý mọi người nha. Z. Before Brexit. Au pair. Em thiếu chữ sờ, thiếu chữ Z có thầy nào. Au pairs. Au pairs. au pairs. Đúng rồi. Cái từ á, từ WERE đọc là were, không phải đọc là where. Were chữ ơ em. Were. Đúng rồi, were. Rồi, đọc nối qua chữ ờ nè, were r. R. Đúng rồi, nối qua chữ ờ ha, chữ were và chữ ờ là hai chữ. Nhưng mà đọc nối với nhau là were r, chữ r á, r chạm đó, were. Đúng rồi. Rồi, option em đọc đúng rồi, nhưng mà chữ s của sình em á nó nhẹ lắm, không chính xác, sình rất là dày. Option. Option. Đúng, chính xác ha, chữ s này là s con cóc. Chữ s sung sướng Việt Nam đó, option. Option. Đúng rồi, bây giờ đọc lại nguyên câu đó cho thầy coi. Before Brexit, au pairs were good option. Chữ ờ của thầy đã mất rồi, were r đâu rồi, đọc rõ chữ r ra, chữ r và chữ ơ đọc là were Were r. Đúng rồi, the good option. đúng rồi, đọc lại nguyên câu cho nó trôi chảy nè. Before Brexit, au pairs was a good option. Nhớ là were r nha. R với chữ ơ đọc là R bình thường, không có nốt gì ở đây hết trơn, nó W R. Đúng rồi, R chạm đó. Đúng rồi, W R. Good option. Bây giờ em đọc trôi chảy hơn cho thầy coi. Before Brexit, au pairs were the good option. Rồi, cố gắng tập đọc không ngắt như vậy nữa. Bây giờ em đã đọc đọc trôi chảy rồi, không đọc chậm, không đọc ngắt ngắt như vậy nữa. Nghe đọc lại nè.
Before Brexit, au pairs were a good option. Đó, ý muốn nói là trước khi nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu thì cái công thì cái nghề mà nghề nuôi em này đó là một sự lựa chọn rất tốt. Mình kể chuyện, mình nói tiếng Việt, mình đâu có nhắc như vậy đâu, mà tiếng Anh cũng vậy luôn. Before Brexit, au pairs were a good option. Anh đọc lại cho thầy coi. Before Brexit, au pairs was a good option. Em đọc xong em biết em sai chỗ nào không? Option. À, thêm chữ R nữa. Đừng cố gắng nhắc nó ra, mà em kéo nó ra thì được. Before Brexit, au pairs were a good option. Đó. Was Mình good không cố gắng, mình nhắc options. Nó ra, mình kéo, giống như mình trình bày rồi đó. Trước khi nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu thì cái nghề nuôi em này được xem là một sự lựa chọn rất là phù hợp. Đấy, thì mình đang kể một câu chuyện mà sao đọc là trước khi Liên minh nuôi em là sự lựa chọn tốt. Mình không bây giờ mình nói kiểu như vậy chứ, nó mình phải nói thành nguyên câu ha, trôi chảy. Đọc lại một cách cho nó lành coi. Before Brexit, au pairs was a good option. Đúng rồi, lưu ý nha, một câu này rất ngắn, lấy trong một hơi, không được lấy hai ba hơi, bốn hơi, năm hơi trong đây. Nghe ta đọc lại nè, lấy một hơi thôi. Before Brexit, au pairs were a good option. Em có quyền nhắc ngay dấu phẩy để nghỉ một hơi nhẹ, nhưng đừng có ngắt một khúc là nghỉ lấy hơi, ngắt một khúc lấy hơi. Cái thời gian lấy hơi đó là người ta chạy mất tiêu rồi. Đang nói chuyện với người ta mà có đứng lấy hơi miết á thì là không có được ha. Rồi về tập thêm nha. Rồi tiếp, cái từ offer này á, nó là offer. ED thêm vô đó là từ ở quá khứ, chứ phải là offered. Lưu ý nha, có mình em là đọc cái này là offered rồi, mọi người đọc là offer hết trơn đó. Chứ ED trong trường hợp này đọc ra là chữ D. Offer. 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 Hả? Offer. Với chỗ khác thì rất là tốt ha. Cheap child care and help when needed. Chữ Y tách miệng ra. Needed. 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 Chữ tách cái miệng ra nè. Needed. Needed. Đúng rồi. Hai cái là được chữ Y cả. Chữ need á là Y dài, tét cái miệng như cười. Needed. Còn Y kia là Y ngắn, hơi ê chút. Needed. Rồi, bây giờ em đọc lại câu số 2 cho thầy nghe nè. They offered cheap child care and help when needed. Rất là hay, rất là chuẩn ha. Cái từ help thì chỉ em đọc chuẩn hơn nè. Chứ nó không phải là help, không phải là EBF đâu, mà nó là help. Help. À, help. Help. Đúng rồi, nó nhẹ nhàng như vậy đó. Nó giống như là con heo á, giống như heo rồi đó, thả một chiếc phờ. Tuy nhiên nó đọc từ từ H-O-P. Còn Việt Nam là sao ạ? E-O-L, đọc là heo luôn. Lưu ý nha, tiếng Anh nó không phải là như tiếng Việt, nên nó đọc từ từ help, 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 help. Rồi bây giờ em đọc hai câu cho thầy nghe đi. Before Brexit, au pairs was a good option. They offered cheap child care and help when needed. Rồi, rất là xuất sắc luôn ha. Rất là hay ha, hay hơn rất là nhiều mấy đoạn trước nha. Có một cái điểm là em bắt đầu đi theo Mr. Phạm Minh Thắng bằng cách là em thêm một vài chữ S vô một số chỗ không cần thiết. Ví dụ before Brexit, tự nhiên thêm chữ S đằng sau chữ T đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau option thêm chữ S vô làm chi nữa nha. Vâng. Không phải lúc nào cũng thêm S, có mới thêm, còn không có thì thôi. Rồi, rất là tốt ha.
Rồi. Bây giờ mình đọc giùm thầy cái từ từ also cho đến chữ culture. That also young people could learn languages and experience different cultures. Rồi. Cái mấy chữ lưu ý, cái từ ngôn ngữ đọc lại nghe coi. Languages. À. Lan quật gỡ quật Languages. cheese. Languages. À, chữ G rất rõ là nó có ba âm nè, nghe lại nè. Lan quật Land with gỡ quật. with Nhìn cái miệng thế nào. Quật. with Quật. with Đúng rồi, quật. Thay vì mình quật nở đi. Mình vâng đổi chữ W thành chữ G, quật. languages Từ từ đọc ra cho đủ ba âm, em đọc sai một cái là nghe nó không có ra. Từ này là một từ rất khó, rất là khó nha. vâng Từ lan là dễ rồi, an lan. Land Đúng rồi, tiếp theo là quật. great Rất rõ lại coi, quật. great À, từ từ nha, không được phép đọc 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 ẩu được, nó ba âm rõ ràng, em đọc ẩu là em nuốt thành là nó bị sai liền. Thay vì em quật nợ, em đọc thành mình quật, đổi chữ great G thành chữ G, quật. great Đúng rồi, tiếp theo nè, cheese. reach Chờ, chờ, cheese. reach Chữ chờ, chờ như trời trăng người Bắc vậy. Cheese. Tree. Chữ chờ dày lên chút, có gió thêm vô. Tree. Thêm thêm độ gió vô. Cheese. Trees. Rồi, ráp vô nè. Land with cheese. Land with cheese. Đẹp hơn rất là nhiều. Chữ quật em chưa có đẹp ha. Land with cheese. Land with cheese. Nhấn âm đầu tiên. Land with cheese. Land with cheese. Rồi, lưu ý từ này nha, ba âm rõ ràng nha. Không nhớ thì nghe lại tập cho nó chính xác chứ không có tập ẩu. Các bạn học xong nó về nhà đọc lại ẩu vô cùng luôn, có nghĩa là gì? Nhớ là sao đọc lại vậy chứ không có thèm coi lại bài. Land with cheese. Land with Languages. cheese. Chuẩn. Rồi. Tiếp theo sang cái từ tiếp theo. Từ này cũng vậy. X. It's Peer. peer. Peer nha. Peer. Peer. Reun. Rian. Sa. X. It. Peer. 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 Reuns. Rians. Đúng rồi. X. Peer. Reuns. Experience. Rồi. X có chữ sờ nha. Experience. Experience. Nhớ nè, experience. Rồi đọc nhanh coi. Experience. Đọc nhanh nè. Experience. Rồi lưu ý nha, nhấn âm thứ hai là expire. Peer, peer. Cái peer nó rất là nhanh. Peer, peer. Đúng Experience. rồi. Nhưng mà khi nối nhanh qua nè, experience. Chữ R tức là ờ đó, nối qua chữ N nè, experience. Experience. Đúng rồi, experience. Experience. Lưu ý, X có chữ S rõ hơn, experience. Experience. Rồi, đọc lại một lần nữa. Experience. Chuẩn, rất là chuẩn luôn nha. Vậy chứ về nữa là về nhà nó hết chuẩn liền à. Rồi, different. 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 Đọc chữ đờ nó có gió chút xíu. Different. Difference. Đờ, đờ, đờ. Yeah, Different. yeah. Difference. Rồi. Từ này, cái từ cuối cùng. Việt Anh lưu ý, em đọc sai từ này nha. Culture. Cultures. Đúng rồi, cái từ đọc như sau nè. Ka o. Chữ CU đọc là K, L đọc là O, cow. 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 Chuz. Just.
À, giống như là mong trời á, nhưng mà chờ này á, là chờ bắt. Culture. Couch. Culture. Rõ ràng chữ chờ ra. Couch. Couch. Ủa? Couches. Chữ chờ đâu? Tại vì em để chữ chờ Nó ở hai âm chữ mà. âm đầu ấy ạ. Couches. À, nó bỏ ra chữ chờ. Vâng. Còn em không ra chữ Couch. chờ thì nó ra chữ 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 tiếng nhẹ, cái phụ âm không có đúng. Ở chờ hình chờ, cao chờ. Couch. Couch. Couches. Ủa sao vậy? Tại vì là với thầy dạy bảo là cao ở ấy, thì em đọc cái từ ở nó bị khi em ở đấy rồi thì cái phần chờ nó không rõ nữa. À, nó không rõ là do em không rõ, chứ không phải Vâng. là nó đọc là không rõ. Culture. Vâng, em hay đọc là cao chờ chứ em không có cao ở được ý, thì em không rõ cái âm ở được ấy. Chờ. Chờ, chờ. À, cao Cao chờ. chờ. À không, âm ở sau chữ cao ấy ạ. Âm Cower. ờ sau từ cao hả? Không, Cower. không phải âm âm ờ mà là chữ L. Và âm L L ạ. L đọc là O. Và thì Cao. em hay hay bị mất cái âm ổ đi ạ. Thì em đọc thành thành cao. Vâng. Ao đó em. Couches. Có phải không? Couches. Ở Việt Nam mình đọc là gì? Cao đúng không? Dạ. Ao đúng không? Vâng. Nhưng tiếng Anh đó, nó không đọc như vậy, nó đọc chậm hơn chút là cao. Cow. Đúng rồi. Tha và ồ. Cao. Cow. Cao chờ. Cow chưa? Thấy chưa? Nó ra liền nữa chưa? Nhưng mà đọc nhanh hơn là culture. Cultures. 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 Có chữ S, chữ Z đằng sau nha. Cultures. Cultures. Rồi. Bây giờ em đọc lại giùm thầy cái câu also. Y chang cái câu đó. Also. Tiếp. Đọc lại từ đầu cả câu rồi thầy. Đúng rồi. Also, young people could learn languages and experience different cultures. Rồi em đọc lại cái câu đó đi, bởi vì em đọc không có chính xác. Từng âm thầy Also, chỉ cho em mới đọc lại chính xác, không được phép đọc ẩu. vâng. Ví dụ như từ ngôn ngữ nè, cái từ experience nè, hai từ đó là đọc sai đó. Yeah. Also, young people could learn languages and Đọc lại từ đó. experience different experience Sau anh đừng có chữ sờ em thấy không? Nuốt mất chữ sờ rồi. experience Chưa ra chữ sờ của chữ X. experience Đọc lại. experience Đúng. different cultures Chữ chờ bình thường, cuối cùng em đọc lại cái cục này, em đọc cái cách của em nữa rồi đó. cultures Bây giờ chu cái miệng ra chi vậy? Đọc lại coi. cultures Chữ chờ bình thường, tại sao lại cứ chu cái miệng ra là cao chu chu gì vậy nha? cultures Chờ mà em. cho cultures Thầy mới nhắc em là đọc chữ chờ mà cứ đọc thành cái chùa chùa vậy, sao nghe không ra? cultures Ừ, cao chờ, chờ. Đọc lại và coi. cultures Em thấy chưa? Mới tập đây á, nhưng mà vừa thả em ra là cái đọc là cái cách của em liền à. Thì bây giờ để em đến sáng ngày mai em tập 10 giờ, tối mai em tập nữa là coi như là em trở lại là coi như là người nguyên thủy luôn. Bây giờ anh em nhớ đọc rồi ạ. lại nguyên câu cho thầy coi, bắt đầu từ also đến culture. Also, young people could learn languages and experience different cultures. Cái từ experience vẫn chưa ra. Experience. Đó, đứng một mình đọc thì nó ra, mà vô câu là cứ như đọc sai. Vô câu là đọc sai thôi. Em đọc lại một câu ạ. Vâng. Vâng. Also, young people could learn languages and experience different Vẫn sai cái từ đấy. cultures. Experience.
À, em đọc một mình thì nó ra thôi, nhưng mà em vô câu là em đọc sai à. Also, young people could learn languages and experience different cultures. Ở trong cái từ experience nó có hai chữ sờ. Em nhìn thấy rất là rõ đó. Chữ E và chữ X, đó là sờ thứ nhất. Và cuối câu có chữ CE đọc là sờ là thứ hai. Không được nuốt một trong hai chữ sờ. Đọc lại coi. Also, young people could learn languages and experience different cultures. Là câu thồ thồ đó, bây giờ nó sai từ cuối. Cultures. Đọc lại cái từ cuối coi. Cultures. À, em nhìn thấy đó, ở đây ngồi chỉnh rất là cực, chỉnh xong rồi lát nữa về coi như là không còn nhớ cái gì hết, cái chuyện này cũng bình thường thôi, mà không nhớ thì mở cái đoạn lên tua tới cái khúc đấy để mình coi nghe cho nó chính xác. Bây giờ chỉnh xong nè, tối nay em không được phép đọc sai nữa. Dạ. À, Em nói lại luôn ạ. em nói lại luôn nha, tối nay mà đọc sai là chết với tôi đi chưa, tôi ra bay ra tận Dạ. mà tôi đọc á. Vâng ạ. Rồi. Em cảm À, ơn thầy. bây giờ nghe Mai Phạm đọc một cái từ đầu đến đuôi nghe cho nó ngon lành cái nè. UK au pair industry. The UK government wants childcare to be cheaper and encourage more women to work before Brexit. Au pairs were a good option. They offer cheap childcare, experience different cultures. Lại nhảy câu, lần trước đọc cũng nhảy câu, lần này đọc cũng nhảy câu. Nó bỏ một câu thế à? Mà cái câu mới rõ là dài, sao nó cứ bỏ? Đấy, nó phải thế đấy Việt Anh ạ. À. Không Em hiểu hiểu sao sao nó thế bỏ ạ? câu đấy, À? Ở mắt bị lag mà. xinh gái mà lạ, Before. Câu này nó không hợp với tôi hiểu với bà lắm, chẳng đọc lại đi. Em đọc lại thế ạ. vâng. Before Brexit, au pairs were a good option. They offer cheap childcare and help when needed. Also, young people could learn languages and experience different cultures. Rồi, có một cái chữ mà hồi nãy thầy chỉnh cho Việt Anh đó là từ needed. Việt Anh đọc rất đẹp luôn nha. Từ need là tét cái miệng ra là chữ y dài. Nhưng mà chữ did đó thì là y ngắn, hơi ê một chút. Needed. Needed. Đúng rồi, needed. Needed. Hai cái từ này nó khác nhau hoàn toàn. Nó không giống với Ellen, needed đâu. Nha, needed. Đó, lưu ý ha. Rồi. Em chỉnh cho đó thôi. Needed. Rồi. Rồi. Linh Trang đọc giùm thầy nè. Đọc từ đầu luôn đi em. UK au pair industry level 2. The UK government wants childcare to be cheaper and encourage more women to work. Before Brexit, au pairs were a good option. They offer cheap childcare and help when needed. Also, young people could learn languages and experience different cultures. Ừ. À, cái từ cheaper đó lưu ý nha, em thêm cái chữ C, chữ chờ thêm chút xíu gió nữa cho nó dày lên, cheaper. Cheaper. À, dày lên một chút ha. Rồi cái từ women đọc rõ nè, women. Women. We work we đó, We women. women, women. Rồi. À, một cái chỗ liên quan đến culture. Cow. Cow. À, nó là K-O đó, cow, Cow. cultures. Cultures. Đúng rồi, em chịu khó mở thêm cái khẩu xíu nữa là nó rất đẹp ha. Một cái chỗ liên quan đến cũng là cái từ they offer cheap child care, cheap thêm chút xíu gió thêm chút xíu nữa thôi. Rồi. À, cô Việt đọc giùm Hiếu nè. Có việc đọc chậm chậm nha. UK au pair industry level 2.
The UK government wants childcare to be cheaper and encourage more women to work. Before Brexit, au pairs were a good option. They offered cheap childcare and help when needed. Also, young people could learn languages and experience different cultures. Rồi, có hai chữ mà trong video gần nhất của cô Việt vẫn bị mắc cái lỗi đó y chang luôn. Thứ nhất là they offer, không là offer. Nhấn âm đầu they tiên, offer. 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 They offer the. Okay, they offer cheap child care. Rồi, cái từ trải nghiệm, đọc lại với từ trải nghiệm coi. Experience. Đọc nhanh hơn chút. Experience. Không phải là X mà X là nhóm âm tí âm một rồi, nhóm âm tí hai. Đúng rồi. Experience. Đọc lại. Experience. Như vậy nhóm âm nào đó? Âm hai. Âm hai thì phải lên sắc một chút xíu nữa. Experience. Sao là experience là nhắn là âm chữ rí rồi. Experience. Experience. À. Experience. Đọc lại nè. Experience. À, experience. 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 Rồi bây giờ cô Việt đọc bắt đầu từ chỗ âm sâu, đọc hết câu đó đi. Also, young people could learn languages and experience different cultures. Rồi, ngon lành ha. Nhớ ha là experience. Rồi, bây giờ chúng ta đọc tiếp cái phần tiếp theo các bạn ha. À, Hiếu sẽ đọc một số cụm từ mới. Mọi người sẽ tắt mic và đọc theo bên đấy ha. Affected. 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 Nhấn âm thứ hai. Rồi. Agencies. Agency. Nhấn âm thứ nhất. Agency. Đại lý đó. Agency. Agencies. Agencies. Rồi. Một cái từ tiếp nhấn âm một nào. Business. Business. Nurse. Hoặc là nest. Business. 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 Rồi cái số nè. 95%. 95. 95. 95. 95. Số 5. 5. 95%. Percent. Percent. 95%. Percent nha, là nhấn âm thứ hai nha. Percent. Phần trăm đó. Percent. 95%. Right. Stricter. 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 Chữ thờ của tiếng Anh nó không giống như thờ tiếng Việt đâu. Dù như tôi. Nhưng mà tiếng Anh nào là thôi. Ten. Số 10 là ten. Tương tự như vậy. Thờ. Stricter. Nhớ năm đầu tiên. Stricter. Rồi từ tiếp theo nè. R-U-L-S. Đọc là rules. Rule. Chữ U kéo dài. Và thêm chữ L vô là O. Rules. Rule kéo dài. L là O nhẹ. Và thêm chữ Z đằng sau. Rules. 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 Uo, uo, uo. Chữ U kéo dài hơn bình thường một chút. Rules. Luật chơi. Luật. Rules.
rules, stricter rules for European. Right. European. 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 Nhóm đầu tiên. European. Citizens. Công dân. Citizen. 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 Có chữ S đọc là Z. Citizens. 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 Families. Families. Chữ M nuốt luôn được. Families. 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 My family. Gia đình của tôi. My family. Đứng đầu là family nha. Không có family nha. Family. Family. Chữ A nè, mở miệng nè. Am, fam, fam, a, families. Số nhiều có S và Z. Families. Rồi. Fewer options. Option quen đúng không ạ? Rồi. Cái từ because. Nó có hai cái đọc. Một là đọc because. Hai đọc là because. A hoặc là O. Đừng có đọc là because. Because, không có là because hoặc là because. Lưu ý nha. O hoặc là a, because. Cho nó nhẹ nhàng như giọng Mỹ nè. Because. 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 Rồi, tiếp theo. Nursery. 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 Z. Có chữ Z số nhiều. Nursery. 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 Chữ ơ mà hiểu chỉ các bạn, chữ ơ mà cái lưỡi tụt ra đằng sau đó, cái cổ họng đó. Nursery. Nurseries. 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 Expensive. Lưu ý những bạn hay quên chữ S. Chữ E is đọc là X. 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 Hơi E một chút. Nó đọc là Y. Expensive. Save. Save. Expensive. Từ này khó đọc nha. Nhóm âm đầu tiên. Expensive. Save. Expensive. 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 Nursery. Nurseries. Nurseries. Expensive. 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 Right. Less. Work less. 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 Work less. Less bình thường là chữ E bình thường ha. Work less. Children. 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 Right. Bây giờ Hiếu đọc từng cụm, mọi người thực cái tự tập ha. But Brexit affected the au pair industry. But Brexit affected the au pair industry. The au pair industry. But Brexit affected the au pair industry. Some agencies. Some. Chữ A, some. Some agencies. Some agencies. Say that. Say that. That. Some agencies say that. The business went down. Went down. Went down by 95%. Some agencies. Sau từ some nó có chữ M đó, nối qua là some agencies. Agencies, some agencies. Some agencies say that the business went down, went down, went down by 95%.
percent. Some agencies say that the business went down by 95%. There are. Lưu ý, bữa trước có nhắc rồi. There are, đọc là there. There are. There are. Đọc there are cũng được, there are cũng được. Nhưng mà trong câu, người nước ngoài thường đọc là there. Mình không nghe được, mình không hiểu nó nói cái gì. There are. There are. There are. There are stricter rules. There are stricter rules for European citizens. There are stricter rules. Rules. There are stricter rules for European. 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 Citizens. There are stricter rules for European citizens. So families have fewer options. Have mở cái miệng to ra. Have fewer options. Nối từ chữ R qua chữ option giống như cho được good option vậy đó. Fewer options. Fewer options. So families have fewer options. So families have fewer options. Rồi, mình đọc luôn câu cuối ha. Because nurseries are expensive. Because nurseries are. Sau nursery nó có chữ Z nên nối qua chữ R đọc là za. Because nha. Because chữ SE đọc là za. Because nurseries are expensive. Chữ R nó có chữ R, nối qua expensive đọc là expensive. Những từ này là từ dường như là người nước ngoài họ luôn luôn nói. Họ luôn luôn nói, chúng ta tập từ từ để nói ha. Because the nurseries are expensive. Nurseries are expensive. 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 Women work less. Women work less. To take care of, chữ R-F đọc là of. Chữ OF ha. Take care of their children. Đọc lại cái câu. Because nurseries are expensive, women work less to take care of their children. Their children. Because nurseries are expensive, women work less to take care of their children. Rồi, cứ đọc lại một lần nữa, xong mọi người tự tâm nào. But Brexit affected the au pair industry. Some agencies say that the business went down by 95%. There are stricter rules for European citizens. So families have fewer options. Because the nurseries are expensive, women work less to take care of their children. Rồi, mình có 5 đến 7 phút mình thực tập cái này nha. Từ nào các bạn không rõ, bạn hỏi lại để thầy đọc lại cho các bạn. Em nhờ thầy đọc lại hai từ đấy. Thứ một là
European. 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 Đúng rồi, European. European. À, European. 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 Nhóm và âm đầu tiên, em dỗ một cái chắc, hai âm sau không quan trọng. European. European. Đúng. Em chỉ còn tập giùm thầy chữ giờ nữa thôi, nhớ không? Còn nợ tức là tập đó đó. European. European. Rồi, nhóm âm mạnh cái từ you, nhóm thật mạnh vô. European. Đúng. European. Rồi, từ thứ hai là gì? Từ thứ hai là từ nursery, tại vì thầy nói Nursery. 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 Nhẹ nhàng. Nurseries. Nursery. 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 Và nối chữ giờ của nursery sang chữ R nè. Nursery giờ. Nursery. Giờ. Nursery. Em đọc khúc trước là bình thường mà. Nursery. Nursery. Bình thường không ảnh hưởng gì để nói cho nó đó. Bây giờ sang chữ O. Em đổi chữ Z ở bên đó. Chuyển qua đọc là giờ. Do Em thấy chữ A không? đó Đọc là do. ra Mở to cái miệng ra. O. à Do. ta Expensive. expensive Silver. expensive Cái chữ V đằng sau đó. V. expensive Ừ. expensive Chữ V đọc rõ ra nha. Expensive. expensive à? Ừ. Rồi, nurseries are Nursery expensive. expensive. Ok. Chấm. Dạ em cảm ơn. Thầy ơi, đọc cho em cái từ sau tờ Brexit. À, affected. Affected. Tịch. Affected. 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 Đúng rồi, em đổi cái chữ tờ sang cái tờ hơi tây một chút. Tịch. Tịch. Affected. Question. People. Nãy thầy đọc cái từ DA như nào thì thầy nhỉ? Từ nào Sau em? cái 95% ấy, sau cái 95% ấy À, thầy. 95. Ninety-five. Chữ five cái chữ v đằng sau, số 5 á, 5. Ninety-five. À, percent. 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 Ừ. Ninety-five percent. 95. Ninety-five. À, V, cái five sẽ là số 5 á, số 5 đọc là five. Five. Đúng rồi, 95%. Ninety-five. Percent. Percent. Percent là phần trăm. Percent. Ninety-five percent. Đúng rồi, em đừng kéo chữ V nó quá dài. 95%. Mày rồi đó. Mày
Thầy ơi, chỗ sau đấy là đọc là draw phải không thầy? Từ nào em? Sau chữ 95% ấy ạ, draw. The r R chứ không phải A. à, Dr. đúng rồi, đổi thành hết. The Dr. đúng rồi, Ok. the stricter rules for European citizens. Stricter nghĩa là gì ạ thầy? Stricter có nghĩa là nghiêm khắc hơn. Strict có nghĩa là nghiêm khắc. Em mời Trường Lam đọc nè. But Brexit affected the healthcare industry. Some agencies say that the business went down by 95%. Rồi em dừng đây cho thầy. Em đọc hai câu này rất là xuất sắc Lâm nha. Em đọc rất là xuất sắc luôn đó, không có sai một chỗ nào hết trơn đó đó. Em đọc tiếp một cái câu nữa cho thầy coi. There are stricter rules for European citizens, so families have fewer options. Rồi, rất ok. Bây giờ cái chỗ rùa đọc lại cho thầy coi. Đọc câu lại khúc đầu lại coi. There are stricter rules for European citizens. Rồi. Cái từ châu Âu đó là European. Không có P. Ha? European. European. Đúng rồi. Pun. Bình thường thôi. In. European. 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 Citizen. Citizens. Rồi. Cái chỗ rule ha là rule. Kéo dài cho UE một chút. Rules. Rules. Rồi. Chuẩn ha. Khúc sau thì đọc là option.
Options. Rồi, option ha. Rồi, ok ha. Thầy sẽ mời bạn khác đọc cái câu cuối. Em đọc rất là tốt ha. Tập tiếp nha. Rồi, mời đứng bên đọc thầy câu cuối nè. Đọc. Because. Because. Nurseries. Nurseries. Expensive. Women work less to take care of their children. Rồi, có hai chỗ em bị nhầm dấu nhóm. Nhất là because, mà là because. Because, nhấn âm thứ hai. Because, because, nhấn âm thứ hai. Cái thứ hai là nursery, nhấn âm đầu tiên. Nurseries, nursery, expensive. Rồi, em đọc lại câu đó một lần nữa cho thầy nghe nè. Kể cho anh cho nó làm sao đó em tập trung vô đi. Because nurseries are expensive, women work less to take care of their children. Right. Women work less. Work. Women less. Work less. À, nhẹ nhàng thôi. Less. Women work less. À, đừng có đẩy từ less lên cao. Women work less. Women work less. Đúng rồi. Chỉ sờ nha. Work less. Work less. Rồi. Em đọc lại cái từ expensive nghe coi. Đọc lại từ restaurant đã. Không, từ expensive đó. Expensive. Đọc lại. Expensive. À, tại vì học nhìn thấy cái miệng nghe nó thì không có biết được. Em đọc cái xúc khúc sau như thế nào. Đọc lại nè. Expensive. À, nó có chữ V đằng sau nữa đây em. Thiếu chữ V là nó không ra từ expensive. Nhìn lại miệng thầy nè. Expensive. Expensive. À, chúng ta ra chữ rồi nha. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi, giờ Thắng đọc lại giùm thầy từ khúc chỗ put present nè. Best practices affected the au pair industry. Good. Some agency say that the business went down by 95%. Chuẩn. The stricter rule for European citizens. So families have fewer options because nursery is that expensive. Women work less to take care of their children. Rồi, rất là tốt ha. Không có bị nhiều cái lỗi ha. Tập nhiều nó sẽ trôi chảy hơn nha. Rồi, Bảo Việt đọc giùm Hiếu nè. But prices affected the au-pair industries. Some agencies say that the business went down by 95%. There are stricter rules for European
citizens. So families have fewer options because nurseries are expensive. Women work less to take care of their children. À, đọc thì chuẩn hết rồi, có một vài âm nghe nó chưa có đã thôi, nghe nó chưa chưa có đẹp lắm thôi, nên là cố gắng mình đọc cái mình nhả thêm âm để cho nó sắc sảo. Rồi Linh Trang đọc giùm thầy nè. But Brexit affected the au pair industry. Some agencies say that the business went down by 95%. There are stricter rules for European citizens, so families have fewer options. Because nurseries are expensive, women work less to take care of their children. Rồi, bé này đọc nhanh ghê luôn á. Sao mà đọc chậm chậm lại nữa thì giọng rất là hay ha, giọng thì rất là tốt rồi, mà đọc chậm một chút nữa để cho nó đẹp hơn. Chứ mình cứ đọc theo cái thói quen á là mình không có chỉnh được. Rồi, cứ Mai đọc cùng thầy nè, Mai Phạm đọc nè. But Brexit affected the au pair industry. Some businesses say that the business went down by 95%. There are stricter rules for European citizens, so families have fewer options. Because nurseries are expensive, women work less to take care of their children. Rồi. À, mới tập mà nên là hay quên mấy cái chữ S khúc sau số nhiều đó nha, lưu ý số nhiều. Ví dụ như là citizen, options, rules, agencies, đó, lưu ý citizen, mấy cái options. Rồi. Rules. Thì anh đọc giùm thầy nè. But Brexit affected the au pair industry. Some agencies say that the business went down by 95% There are cũng được em đọc there, there are cũng được, nhưng mà đúng là there are stricter rules for European citizens, so families have fewer options because nurseries are expensive. Women work less, take care of their child. Oh, their children. Their children. Child là một đứa trẻ, mà nhiều đứa trẻ đọc là children. Rồi. Cái đoạn này có vẻ nó dễ hơn một chút á, hoặc là mọi người có thể quen hơn, nhưng mà vẫn đánh giá rất là cao là cái tinh thần mọi người tập mỗi ngày cũng vẫn duy trì được như vậy á, thì mình cũng học được chút đỉnh. Thầy thấy là một số bạn á ví dụ như là số đếm hay này nọ đó, nếu mà chưa biết á thì thầy sẽ gửi là link cho các bạn đọc học số. Cái những cái mình phải tự học đó, chứ không có thể nào mà trong lớp học có thể dạy hết được cho các bạn. Nên mình học được thêm chút xíu, giả sử mình đi qua nước nào đó mình muốn mua sắm, mình phải nói được một vài con số. Ví dụ như $5, $5, hoặc là $15 là $15. Đấy.
chứ còn mà mình không có học số mà biết nói chút đỉnh đó, thì cũng cũng bị hạn chế cho cái việc đi chạy giá ở nước ngoài nha. Nhà ở Pro mình hay đi nước ngoài lắm. Sắp sửa thì bên BVCombank là đi Dubai đó, nên là tha hồ qua đó mà chạy giá. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon ha. Cảm ơn, em cảm ơn thầy ạ. Chào thầy, cảm ơn anh Phi. Cảm ơn Hiếu. Bye bye. Dạ, em chào thầy. Nha, mà chị Châu dặn mình đó là sẽ kiểm điểm danh mấy bạn đó nha. Mình vâng sẽ là tổng kết đó. Đừng có quên nha. Ôi, Châu đi nước ngoài đúng không? Ừ. Chị Châu chị Sĩ này ạ. À, đi chị Sĩ. Đi ơi, chắc để thực hành đấy ạ. U20 đô. Thành này ạ. Quá sướng. Không 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 được thu tiền Việt nữa mà phải quay sang thu tiền đô của chị Châu thôi. Hello con trai. Con chào ạ. Con chào thầy ạ. Rồi cảm ơn Hiếu nha, chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Dạ vâng, chúc cả nhà ngủ ngon ạ. Bye bye thầy. Ừ, bye bye. Bye bye. Bye bye với bố con nha. Dạ vâng ạ.